cách làm trắng da bằng bột ngô cực kỳ hiệu quả và an toàn cho bạn gái làn da trắng đẹp tự nhiên ngay tại nhà. Cách làm trắng da bằng bột ngô là một phương pháp làm đẹp da giúp da bạn mịn màng, tươi trẻ mà lại dễ làm, tiết kiệm chi phí. Bột ngô chứa rất nhiều vitamin E và khoáng chất có tác dụng trong việc làm trắng da hiệu quả cho bạn gái tại nhà. Hãy cùng chúng tôi tham khảo cách làm trắng da bằng bột ngô trong bài viết hai cách làm trắng da bằng bột ngô cực kỳ hiệu quả và an toàn cho bạn gái làn da trắng đẹp tự nhiên ngay tại nhà dưới đây nhé. 1. Cách làm trắng da bằng bột ngô và cà rốt Nguyên liệu chuẩn bị Bột ngô, cà rốt Cách thực hiện Cà rốt sau khi bạn mua ở chợ hoặc siêu thị về thì bạn rửa sạch, gọt vỏ, ngâm nước muối khoảng 10 phút rồi vớt ra để ráo nước. Cho cà rốt vào máy xay sinh tố xay nguyễn rồi cho ra bát. Đổ bột ngô vào cà rốt đã xay rồi trộn đều. Khi dùng phải rửa mặt thật sạch, đắp hỗn hợp bột ngô và cà rốt lên mặt. Massage nhẹ nhàng trong vòng 20 phút rồi rửa lại mặt bằng nước sạch. Đắp mặt nạ bột ngô và cà rốt 3 lần một tuần để bạn có làn da trắng đẹp mịn màng nhé. 2. Cách làm trắng da bằng bột ngô và chanh Nguyên liệu chuẩn bị Bột ngô Chanh Cách thực hiện Chanh vắt lấy nước cốt ra bát rồi trộn bột ngô vào nước cốt chanh thành một hỗn hợp sáng mịn. Rửa mặt bằng nước sạch rồi đắp hỗn hợp bột ngô và chanh lên mặt. Massage nhẹ nhàng để các chất thẩm thấu sâu vào da. Sau 15 phút, rửa lại mặt bằng nước sạch. Thực hiện đắp mặt nạ bột ngô và chanh một tuần 3 lần để đạt hiệu quả tối ưu. Làn da bạn gái sẽ trắng hồng, mịn màng không tì vết. Cách làm trắng da bằng bột ngô rất dễ làm và hiệu quả nên các bạn hãy thực hiện thường xuyên và kiên trì để đạt được hiệu quả tốt nhất hy vọng bài viết hai cách làm trắng da bằng bột ngô cực kỳ hiệu quả và an toàn cho bạn gái làn da trắng đẹp tự nhiên ngay tại nhà đã giúp bạn gái có thêm những bí quyết làm trắng da an toàn tại nhà chúc các bạn luôn xinh đẹp và tự tin hãy luôn đồng hành cùng chúng tôi để có những bí quyết làm đẹp tuyệt vời nhé